Vâng, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Monmin TV. Lâu lắm rồi chúng ta mới xem lại một trận đấu của khủng long mạo chúa. Có rất nhiều khán giả khủng long cổ dài. Rất là đẹp mắt luôn các bạn ơi. Chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một trận đấu cực hay của khủng long mạo chúa T-Rex. Đây là con T-Rex Among này. Vâng, và đây là con khủng long gai. Mạnh mẽ lắm. Hai con này sẽ chiến đấu khi có tiếng còi bắt đầu. Vâng, đây là những con khủng long cổ dài Captain, nó rất là đẹp luôn nhỉ. Bên ngoài rất nhiều khán giả luôn các bạn ơi. Bên này hạ mã rồi là khủng long ba sừng tê giác hiệu cao cổ. Đấy. Voi, khủng long ba sừng, đấy. Nào các bạn trở lại với trận đấu. Các bạn hãy cho một like, một đăng ký kênh để xem con nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến ngày hôm nay nhá. Theo các bạn con nào sẽ giành chiến thắng? Nào cuộc chiến chúng ta sẽ bắt đầu. Let's go. Rồi. Con khủng long gai rất là mạnh luôn đấy các bạn ơi, nhìn thế thôi. Chà. Nó con khủng long gai nó rất là to, đồ sộ và rất là khỏe luôn. Hai con cũng chưa. Oh my go. Ui. Ôi sợ. Last nào. Các bạn hãy cho một like và đăng ký kênh nhá để xem thử con nào sẽ giành chiến thắng. Con khủng long gai, ui con khủng long gai đã bị đá cắn ngã rồi. Let's go. Khủng long gai hôm nay làm sao yếu vậy nhỉ? Chắc là nó đã bị ù không. Nó đang dùng chờ thời cơ. Nhìn móng vuốt của con khủng long gai to quá nhỉ. Nó toàn to hơn cả con khủng long bạo chúa đấy các bạn ạ. Nhưng mà con khủng long bạo chúa nó biết cách chiến đấu. Vâng. Chúng nó đang sâu xé nhau để giành vị thế trong cuộc chiến này. Khủng long bạo chúa đang bị dí vào tường luôn các bạn ơi. Mondo, khủng long bạo chúa kia. Con khủng long bạo chúa với khủng long gai. Vâng ạ. Vâng ạ, đấy là con khủng long T-Rex Among. Try man, try man. Yes sir. Vâng, khủng long gai đã nằm nằm xuống rồi, liệu con khủng long gai có đánh lại được không? Nó đang cắn vào chân kìa.
Đúng rồi. Hai con đang chiến đấu với nhau đấy. Chia. Oh my god. Hả? Đúng rồi, khủng long Tibet. Đúng rồi, khủng long Tibet đấy con ạ. Khủng long cổ dài bên kia kìa. Bên kia. Đúng rồi. Đúng rồi. Chưa. Ồ. Đúng rồi. Hai con đã nằm xuống, liệu con nào sẽ giành chiến thắng? Khủng long T-Rex và khủng long gài, hai con đang chiến đấu rất là mãnh liệt luôn các bạn ơi. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay để lại một lời này. Come on, like and subscribe nha. Cảm ơn các bạn đã đăng ký. Các bạn hãy ấn nút đăng ký để theo dõi tập tiếp theo nha. Hai con ngang máu nhau rồi. Sợ nhờ. Chà. Ui, khủng long cổ dài bên ngoài đang rất là... Ui, con khủng long cổ dài lại bị rơi xuống. Khán giả cuồng nhiệt quá. Ui, khủng long cổ dài. Ui, lại thêm một con nữa. Hai con khủng long cổ dài rơi xuống. Do rất... Đúng rồi. Chà, cuộc chiến sắp giành chiến... chiến thắng rồi. Của da cái ui ui mong của da sẽ xuống rồi. Yes. Của da sẽ xuống rồi. Ôi, thế là khủng long bạo chúa đã nằm xuống rồi. Chính thức là khủng long gai đã giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye.